sáng. Và cơ hội đã đến với Wan Chê Bát. Wan Chê Bát đã thoát xuống. Anh đã rất khéo léo xử lý bóng. Đánh bại hậu vệ thứ hai của Thanh Hóa để làm rung mảnh lưới của thủ môn Bửu Ngọc. Trước đó là pha xử lý không tốt của Xuân Cường. Xuân Cường đã mắc một sai lầm khi anh không thể khống chế được pha bóng tưởng như không có gì nguy hiểm. Và sau khi Xuân Cường mắc lỗi thì cầu thủ Hoàng Gia Lai đã có được cơ hội. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Hoàng Gia Lai được